Rồi, chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc và ngày hôm nay mình sẽ dẫn cho các bạn cách sử dụng Photoshop. Thực ra là sử dụng một cái website để làm sao để chúng ta tìm ra được cái tên của cái phông từ một cái hình có cái phông đó. Rồi, thì đầu tiên là chúng ta sẽ tìm cái web đó. Ở đây á, đây là mình đang ở cái web hp-photoshop.com. Thì cũng giới thiệu luôn là mình đang mở một cái khóa học Photoshop cơ bản, đĩa DVD giao tận nhà, free ship. Các bạn có thể vô hp-photoshop.com và có thể coi thử cái nội dung khóa học coi có phù hợp với mình hay không ha. Ok, quay trở lại. Thì đầu tiên chúng ta vào Google, chúng ta sẽ tìm cái trang web mà giúp chúng ta tìm cái phông như vậy. Đó là trang web What is phông chẳng hạn thế. Đây, what the phone, tên trang web của nó là myphones.com, myphonesỉ.com. Nó hiện ngay phía dưới này đó, myphones.com xoẹt what the phone ha, what the phone. Thì đây các bạn có thể thấy ngay ở đây luôn thì sẽ cho chúng ta những cái phần như sau này: submit an image, tức là chúng ta up cái ảnh mà có cái phông lên. Ở đây nó có những cái tip cho chúng ta, viết tip để cho nó ra một cái kết quả nó hiệu quả. Đầu tiên á, là không để cho những cái chữ ở trong cái hình mà nó liền vào nhau quá. Cái thứ hai nữa là sử dụng những cái chữ á, mà cái shape, tức là cái đường nét bên ngoài của nó rõ ràng lên tí ha. Rồi tiếp theo là xếp chữ làm sao cho nó đi theo hàng ngang, đừng có tìm cái chữ hàng dọc, nó sợ rất là mệt. Tiếp tục á, là nếu có thể thì để cho cái chữ á, nó cao lên một chút xíu, nó cao khoảng cỡ 100 pixel ha, 100 pixel. Đây là vắn tắt thôi, còn nếu các bạn muốn thì có thể qua cái tab email tip này thì bên này nó sẽ nêu rõ hơn một chút xíu, ví dụ giới hạn là bao nhiêu đó, đại khái thế. Nói chung là chúng ta theo như thế này là ok rồi. Đầu tiên là có thể mình sẽ tìm một cái hình nào đấy có cái phông ha, có cái phông mà chúng ta có thể tìm, ví dụ như là trên trang brart.vn, brart.vn. Đại khái trang web này của bên Plan and Retouch, bên group ấy mà, thì các bạn có thể vô đây có thể tìm em cũng tầm cộng typography đây. Đại khái là mình sẽ tìm một cái hình nào đấy như là bên này chẳng hạn thế. Thì các bạn có thể thấy những cái phông này chẳng hạn vậy, chúng ta có thể tải về, chúng ta tách ra. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ là tách ra làm sao để cho cái ví dụ như là như cái này chúng ta không cần phải tách nữa, tại vì chữ và màu nền nó tương đối khác nhau. Đây tương tự vậy, nhưng mà ví dụ như là cái hình hình này như vậy, như hình này là chúng ta bắt buộc phải tách ra, và với những cái chữ mà nó bị như vậy thì thường nó khá là khó ha. Nói chung vừa nãy quay lại, ví dụ như là cái hình phía dưới này này, đây cái chữ này là gần như là có up lên là bó tay rồi, tại vì chữ nó bị bóp méo á. Các bạn để ý thì có thể thấy là những cái chữ, một cái con ký tự là ví dụ chữ E chẳng hạn thế, các bạn có thấy chữ E ở đây, chữ E ở đây, chữ E ở đây, tất cả những chữ E nó rất là khác nhau. Tương tự chữ O, chữ C, chữ A, tương tự như vậy, nó khác nhau. Cho nên là chứng tỏ là có thể là chữ này viết bằng tay, hoặc là chữ này đã bị transform, tức là đã bị thay đổi cái gì rồi ta, cái cái hình dạng, nó hơi khó để chúng ta tìm. Đại khái là ví dụ như là cái chữ này, ok, dễ hơn. Như cái chữ này thì nó hơi liền với nhau, thì việc chúng ta khi mà tách ra chúng ta phải làm cho nó liền lại. Ok, thì ở đây mình sẽ tìm cái chữ, ví dụ chữ này đi, đây cái hình này. Mình sẽ lưu hình ảnh ha, có thể là copy luôn đi, sao chép hình ảnh và paste vô. Paste vô một cái file new, tự động nó chèn vô, ok. Paste vô file. Ở đây thì mình sẽ tách cái này ra, dùng mọi thủ đoạn để chúng ta tách ra ha. Có thể sử dụng Magic Wand Tool, continuous để cho nó đi theo continuous, đại khái là nó không có bị rời ra. Ví dụ như là chúng ta tắt continuous đi thì click fade nó sẽ chọn tất cả màu trắng, thì các bạn có thể để ý là tất cả màu trắng nhưng mà nó cũng ở ngoài nó cũng có tí màu trắng trắng bạc bạc, thì ở đây chúng ta có thể phải chỉnh lại ha, có thể phải chỉnh lại. Ví dụ như là khi mà đang có cái, cũng có thể là tắt continuous cũng được ha, chúng ta click vô fade sau đó chúng ta chuyển sang cái quick mask mode, quick mask, hoặc là bấm chữ Q bàn phím thì nó sẽ hiện ra này. Các bạn có thể sử dụng cái brush màu đen để chúng ta tẩy bớt đi, để tăng cái hát đi.
Các bạn có thể sử dụng rất là nhiều cách, chúng ta tách nền ha, tất cả những cái cách mà bạn có thể biết, ví dụ như là sử dụng lasso tool cũng được nữa, đại khái là bất kỳ một cái gì đấy có thể giúp các bạn làm sao để cái chữ nó nổi bật ra ha, nó không có bị chìm vào cái nền. Và chúng ta làm càng kỹ để cái nét chữ nó càng đúng chính xác á, thì cái kết quả nó sẽ cho ra đúng hơn. Ví dụ như các bạn có thể thấy ở đây cái chữ này nó hơi nghiêng nghiêng, việc chúng ta có thể tí nữa chúng ta sẽ phải làm cho nó gọi là thẳng lại ha, để cho nó cái bộ máy kia nó dễ tìm. Ok, ở đây có một số chữ, ví dụ như là chữ B ở đây là nó uốn éo, đây có thể là không phải đúng là chữ B nguyên gốc, cho nên là có thể chúng ta bỏ chữ B đi. Ok, ở đây tạm thời mình sẽ bấm phím Q lần nữa, sau đó mình bấm Ctrl J hoặc là các bạn vào Layer New, Layer via copy hoặc là layer via cut cũng được, Ctrl J hoặc là Shift Ctrl J. Có thể là mình sẽ copy thôi ha, tạm thời tắt đi và mình sẽ fill nó là một cái màu đen. Fill màu thì để cho nó nhanh, chúng ta đang là màu trắng này, bấm Ctrl Y phát chuyển sang màu đen ha. Khá là nhanh. Ở đây thì mình sẽ bỏ cái chữ D này đi, có thể sử dụng là lasso tool hoặc là polygonal lasso tool, mình sẽ bỏ chữ B đi, mình giữ lại những cái chữ khác thôi. Đại khái là mình chúng ta càng có nhiều con chữ để cho cái bộ máy nó gọi là nó xác định á thì càng tốt thôi. Ví dụ như là nhiều ở dưới có cái gì mình sẽ đưa lên bỏ đi. Ctrl T. Đây mình sẽ cho nó ngang ra tí. Đại khái thôi, ngang vừa vừa thôi chứ không có gọi là phải chắc chắn là phải quá thẳng. Không cần phải quá thẳng ha. Đây. Rồi, ở đây nếu như các bạn biết cái cách để biến cái chữ này thành cái vector ở như là ở cái tutorial trước mình có hướng dẫn cho các bạn cách để mà chúng ta chuyển một cái shape ở trong Photoshop thành một cái file vector, thì các bạn có thể ứng dụng cái đấy, có thể ứng dụng cái action như là cái đây chuyển hình ảnh thành vector ha. Thì trong này mình có gửi link download ngay phía dưới này, cái download này. Thì khi mà các bạn làm thì các bạn có thể ứng dụng cái công cụ đấy để chúng ta biến cái hình này thành vector. Sau đó chúng ta lưu lại thì các bạn sẽ thấy là cái hình này nó sẽ, cái chữ này sẽ nét hơn. Ở đây mình sẽ tăng nó lên tí. Có vẻ. không sao. Mình sẽ cho nó nét hơn tí xíu mà. Rồi, ok. Có thể đây là mình sẽ kéo dài phần này ra chút xíu và mình xếp cái chữ này ngang ra ha. Có thể sử dụng polygonal cũng được ha, tách ra. Đại khái là như cái chữ này thì nó cũng gọi là tương đối dễ ha. Tương đối dễ thì nó cũng không có vấn đề gì, nhưng mà những cái chữ mà ví dụ nó khó hơn á thì các bạn để ý và chúng ta làm sao cho nó dễ nhìn một tí, mắt chúng ta dễ nhìn thì máy nó mới đọc được ha. Sau khi xong thì ta có thể crop lại, crop lại chút. Ok, ở đây chúng ta để cái nền màu trắng cũng được. Rồi đây chúng ta lưu lại cái file là JPEG, file JPEG cũng được. File ở trên này nó có nói đó, đâu rồi, bỏ vào đây, qua đầu phòng đây. PNG, GIF hoặc là JPEG, maximum size là 20. Thì chúng ta có thể là để quản lý cái file size đấy thì có thể là qua export, save for web. Hoặc là các bạn sử dụng phiên bản CC trở xuống, CC 2014 trở xuống thì cái save for web nó sẽ nằm ở ngoài. Thì các bạn sẽ vào cái save for web đó ha. Thì ở đây chúng ta có thể kiểm soát được cái dung lượng. Chúng ta sử dụng JPEG. Ok, đây là có 75 GB thôi, chúng ta cứ save thôi. Bỏ ra ngoài. Ok. Đây mình sẽ để chữ tag vậy thôi. Rồi, giờ ra ngoài. Mình sẽ chọn cái tệp, chọn cái tập tin. Đâu rồi, tách đây, click open và ta chọn continue. Sau khi chúng ta chọn continue xong rồi thì máy nó sẽ tiến hành nó đọc ha. Đây như những cái chữ này nó đọc được, đây là chữ R, đây là chữ O. Như ở cái chữ này nó không đọc được, nó nhờ mình đọc dùm. Đây là chữ M, đây là chữ I, S, E, R, O, K, rồi N, click continue. Sau đó nó sẽ tự động nó search ra những cái phông gần giống nhất ha, những cái phông gần giống nhất mà nó có thể tìm được.
có thể may mắn thì những cái phong mà thuộc dạng là phổ biến á, thì có thể sẽ dễ ra hơn. Ví dụ như là cái phong này cũng vậy, các bạn có thể cắt ra cái chữ chờ em thôi là được rồi, để cho nó nhiều nhiều một tí. Chữ fly có thể là đây, ví dụ như cái chữ này chẳng hạn thế, chữ why này hay là order này cũng được. Chúng ta tách ra làm sao á, để chúng ta khôi phục được đúng cái nét chữ này ha. Như chữ chưa kia là khá dễ rồi, nhưng mà chúng ta phải tách tách rời ra để cho máy nó đọc ha. Ví dụ như là chữ đây là chữ đấy ha, đại khái thế. Promise chẳng hạn là heaven. Đây sẽ phải bỏ cái chữ my đi, và các bạn làm nối liền cái script, có cái rẻ bằng này này. Còn cái phía dưới này chúng ta có thể bỏ bỏ phía dưới đi ha, để lấy chữ heaven thôi. Ta sẽ search ra, vì sau khi search xong rồi các bạn có thể có được cái tên ha. Để chúng ta có thể click vào cái tên, và chúng ta như ở đây là có thể nó bắt chúng ta mua một form tới 20.000. Nhưng mà cái việc chúng ta có thể là sử dụng cái tên form này này, và chúng ta ghép thêm cái chữ, ví dụ như là mình sẽ sang Google ha, dùng cái tên form ví dụ là Geom Graphic Form Việt hóa chẳng hạn thế. Ta search có thể có Việt hóa hay không ha, Geometric chẳng hạn, nhưng không phải ha. Đại khái là như vậy, những cái form ví dụ như là thông thường như thế này chúng ta dễ tìm hơn ha. Ok, thế là cái cách để chúng ta tìm một cái tên form ở một cái mức độ gọi là giá trị tương đối, là nó khoảng cỡ theo mình á là khoảng cỡ 70% ra được cái tên form chính xác đối với những cái form mà thuộc dạng là nó có tính cách gọi là phổ biến một chút xíu, thì là dễ tìm hơn ha. Ví dụ chữ bỏ qua này tách ra rồi. Ok, các bạn đã theo dõi tốt này. Nhắc lại tí xíu là mình có một cái khóa học Photoshop dành cho người mới ha. Và các bạn có thể vô hpphotoshop.com thì các bạn có thể đặt mua, kéo xuống dưới và đặt mua ở đây ha. Có thể xem nội dung khóa học, trailer khóa học cũng như là thông tin chuyển khoản. Đại khái thế, nhớ cam kết không upload các video này lên internet trong bất kỳ trường hợp nào. Rồi các bạn, bye bye. Hẹn gặp lại các bạn vào trong một cái tút sau.